sơn thì nướng nó ngon mình. Đây. Con ta nó ra được không? Đây là cá sơn nha mọi người. Giới thiệu với mọi người đây là cá sơn nướng ăn mùng năm. Thấy phần vừa xong phần nướng thịt thì bây giờ đến phần nướng cá. Mọi người hãy ủng hộ kênh của Hiếu Nguyễn Official nha mọi người, để Hiếu Nguyễn có thêm động lực để làm thêm nhiều video nữa về ẩm thực. Đỡ con mình ngồi rửa đó bà, con mình ngồi nãy giờ cũng lâu rồi đó. Cái dào nó lại mới ngon quá nè.